ngày 18 tháng 2, Saint Gertrude Caterina Comensoli, 1847-1903. Gertrude Comensoli sinh ngày 18 tháng 1 năm 1847 tại Piano, Brescia, nước Ý, là con thứ năm trong một gia đình 10 người con của ông bà Carlo và Anna Maria Milesi. Khi còn bé, chị đã có lòng mộ mến thánh thể, và lúc lên 6 tuổi, em đã lén lấy khăn choàng của người mẹ đội lên đứng ở bao lơn cung thánh để rước mình Thánh Chúa. 13 năm sau đó, chị xin vào tu dòng Thánh Angelica Merici, chuyên lo việc giáo dục. Do lòng kính mến thánh thể thôi thúc, chị đã lập hội dòng thờ lạy thánh thể và tuyên khấn đổi tên là nữ tu Gertrude của Chúa Thánh Thể vào ngày 15 tháng 12 năm 1884 ở Bergamo. Chị qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1903 tại Bergamo, nước Ý, và được mai táng tại nghĩa trang Bergamo. Thánh tích được chuyển về nhà mẹ của hội dòng và an nghỉ trong nguyện đường kế cận nơi tôn thờ thánh thể ngày 9 tháng 8 năm 1926. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã công nhận các nhân đức anh hùng cao độ của đấng đáng kính Gertrude Comensoli ngày 26 tháng 4 năm 1861. 28 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong chân phước cho chị Gertrude Comensoli. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của chân phước Gertrude ngày 15 tháng 3 năm 2008. Và Ngài đã nâng nữ tu Gertrude lên bậc hiện thánh ngày 26 tháng 4 năm 2009 cùng với 4 vị tân thánh khác. Trong bài giảng lễ phong thánh, Đức Thánh Cha nói: "Cái riêng thánh nữ Gertrude nổi bật về sự thờ lạy thánh thể. Ngay từ khi còn bé, khi lập dòng nữ tỳ thờ lạy thánh thể, trẻ đã muốn đặt việc thờ lạy Chúa lên trên tất cả mọi hoạt động. Nhưng cũng nhờ sự chiêm nghiệm tình thương của Chúa mà trẻ đã biết nhìn nhận sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân